Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái bài học tiếp theo. Ở trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta chèn nhạc và lồng tiếng vào video. Thì cái nhạc khi mà chúng ta chèn vào video ấy, thì cũng tùy theo cái nội dung câu chuyện của bạn. Thì các bạn theo dõi chi tiết để biết rõ hơn nhé. Ví dụ như ở trong cái đoạn video này. Đấy, đoạn video này. Đoạn đầu tiên, ví dụ ở đây. Đoạn đầu tiên là đoạn giới thiệu vấn đề đi. Đấy, nêu vấn đề chẳng hạn. Thì sẽ thường là nhạc sẽ là buồn đúng không? Đấy, ví dụ là xem là nội dung đang nói cái gì nhá. Bạn đang là nhà kinh doanh, nhà đào tạo hay là một cái người chuyên gia trong lĩnh vực hay là một người coach? Chúng ta đang loay hoay không biết làm thế nào để có thể tạo ra thu nhập với cộng đồng của mình. Ví dụ cái đoạn đầu này. Nhưng mà cái đoạn video của mình ấy, thì nó không phải là buồn lỗ ruột như thế, nó không phải là buồn, nó chỉ là nhẹ nhàng thôi. Bạn đang là nhà kinh doanh nhà đầu đấy, thì mình sẽ tìm một cái bài khác nhé, một cái bài khác nó phù hợp hơn. Đây mình sẽ chọn này, ví dụ là bài này. Đấy. Thường thì bài nhạc nó sẽ có cái phần đầu tiên là cái phần mà bình thường, sau đó cái cho là phần phía sau nó sẽ cao trào hơn. Đấy, nếu các bạn ở đây mà chúng ta không muốn ghép một cái video nó có quá nhiều bài nhạc khác nhau ấy, thì có thể là chọn một cái bài nhạc nào đấy nó có cái tiết tấu, đấy, nó có chia phần ra, phần đầu tiên xong đó là cái phần cao trào ở phía sau. Đấy, ví dụ đây. Bạn đang là đây là phần đầu tiên nhạc. Đây phần đầu tiên này, nhạc tiết tấu bình thường nhá, phía sau này. Đó. Ví dụ ở đây mình chỉ dùng một bài nhá. Mình chỉ dùng một bài thôi. Ví dụ ở đây. Đấy, thì đoạn đầu giới thiệu vấn đề không? Đây mình kéo đoạn này. Đó. Thì ở đây các bạn cần lưu ý nhá, khi mà chúng ta dùng cái nhạc nền ấy thì nó sẽ nhỏ hơn là cái nhạc là cái lời bình đúng không? Lời bình và voice đấy thì mình sẽ cho nhỏ, thì các bạn bấm vào đây này. Các bạn giảm âm lượng nó xuống nhá. Đấy, tùy vào cái âm lượng của cái bài các bạn đưa vào thì các bạn kéo xuống đến cái mức độ nào nó vừa nghe nhá. Đây. Đây là một cái người chuyên. Điều đây. Thất bại. Và tôi ở đây này. Nó hơi nhỏ đúng không? To lên. Ngày hôm nay chia sẻ bạn một cách thức làm của các bạn. À, vì người ta có một cái câu nói như này. Nếu học viên, khán giả hay fan. Đó. Đây là cái cách mà chúng ta chọn một bài. Nếu các bạn muốn chọn nhiều bài thì các bạn có thể chia ra. Đây. Ví dụ đoạn đầu là một bài nhé, đoạn sau một bài khác. Sau một bài khác, mình lấy luôn cái đoạn này đi. Tìm một đoạn nào. Đây, mình lấy ở cái đoạn này đi. Đó. Kéo đoạn này nhá. Ví dụ đoạn đầu là giới thiệu. Nhẹ nhàng, đoạn sau cao trào này. Thì các bạn sẽ kéo nó xuống này. Kéo âm xuống một chút. Tỷ lệ vào rất là thấp đúng không? Và bạn có học bao nhiêu khoa học chẳng nữa cũng thất bại. Và tôi ở đây ngày hôm nay chỉ được bạn một cách thức làm mới mang tên là gamification. Sẽ khớp đến các bạn cuối của video này. Các bạn nhớ nó đến đoạn cuối nhá, đừng để thừa ngoài quá nhá. Đoạn cuối thôi. Đó. Tuy nhiên là cái phần giữa này các bạn thấy nó xảy ra vấn đề nếu khi mà hai đoạn nó khớp với nhau ấy thì nó sẽ bị khựng lại. Đấy, thì các bạn sẽ làm theo cách sau, bấm kéo nó xuống dưới này. Các bạn sẽ kéo cái phần nhạc ở cái phần đầu này, dịch lên một đoạn, ở phía sau một đoạn, các bạn thấy đoạn thừa đấy không? Bên này thừa một đoạn, bên này thừa một đoạn đúng không? Sau đó các bạn sẽ bấm vào đây này, nhìn thấy cái mũi tên này không? Đấy, hai chiều này, bấm kéo này. Đấy, kéo, ở bên trên tương tự này. Kéo này. Các bạn sẽ nghe nhá. Chụp bản nữa, xem zoom bản nữa. Tỷ lệ vào rất là thấp đúng không? Và bạn có học bao nhiêu? Đấy, thì các bạn sẽ khớp cho nó khéo nhá, ví dụ đoạn kết này nó ở đây. Đây. Nghe nào. Biết xem những video hay xem những live chụp bản nữa hay xem zoom bản nữa thì lại bảo. Đấy, kéo sao cho nó vừa khéo cho nó khớp nhá. Xem những live chụp bản nữa hay xem zoom bản nữa thì lại bảo rất là. Đấy, thì cái nhà của các bạn ấy giữa hai cái đoạn này thì nó sẽ đỡ bị vấp hơn nhá, nó bị khựng lại gấp hơn nhá. Đó, giai đoạn cuối bạn khớp vào cuối thôi.
Thì thông thường khi các bạn ghép nhạc ấy, thì nó có một cái mô típ như này. Ví dụ như là thường là bắt đầu video ấy, thì không phải là bùm một cái nhạc luôn, trừ khi các bạn muốn tạo cái sự thu hút chú ý nào đấy thì nó sẽ vào nhạc luôn. Còn không thì sẽ từ từ, thì các bạn sẽ cầm mũi tên này kéo này, hoặc là điều chỉnh ở phía trên đây này, rõ dần này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, thì nhạc vào nó sẽ từ 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 từ. Bạn đang là nhà kinh doanh, nhà đào tạo. Đấy. Ở phía sau cũng tương tự, phần kết sẽ từ từ kết, chứ không phải là kết bụp một cái mất luôn. Thì bạn bấm vào đây, có thể là mở dần ở đây nhá. Đấy, hoặc là kéo luôn ở dưới này cho nhanh cũng được. Đấy, cầm lên kéo luôn cho nhanh cũng được. Thì có một trong hai cách. Online miễn phí. Những cái điều đó. Đó. Thì đó là cái cách mà ghép nhạc cơ bản thôi, đơn giản. Thì đối với cái đoạn nhạc này, đối với cái đoạn nhạc này thì các bạn có thể là sử dụng cái thư viện của YouTube hoặc là những cái trang mà mình đã gửi đến cho các bạn để tránh cái vấn đề bản quyền nhá. Thì thông thường thì nó vẫn xảy ra cái vấn đề là bị đánh bản quyền, bởi vì trong cái lúc mà bạn edit video này và bạn public lên thì chưa có người nào mua cái bản quyền của cái bài nhạc đó. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn mà đã sử dụng một thời gian rồi, có một người nào đấy mua cái bài nhạc đấy và người ta tính là bản quyền đấy, thì cái bài nhạc mà các bạn đã sử dụng ấy thì nó sẽ dính vào bản quyền đấy. Có cái câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi mình là nhạc lúc mà khi sử dụng không bản quyền về sau lại bị đánh bản quyền, thì đó là cái lý do. Tiếp theo thì các bạn sẽ lồng tiếng nhá. Đấy, ghép nhạc rồi, nếu các bạn mà không có cái lời của cái đoạn video ấy, thì các bạn có thể là lồng tiếng. Đấy, ví dụ mình ở đây mình có một đoạn video như này. Đấy, các bạn ví dụ mà các bạn mà quay giới thiệu về cái sản phẩm của các bạn mà cái môi trường của chúng ta ấy, cái bối cảnh của chúng ta quay ấy, nó tiếng nó quá là ồn đấy, không thể nào mà ghi âm nghe nó rõ được, thì chúng ta quay hình về và tiến hành lồng tiếng. Thì ví dụ như ở đây mình có cái đoạn này, đoạn lớp học như này đấy. Mình có đoạn này nhá. Thì bây giờ cái lớp tiếng tiếng ở cái hiện trường này nó rất là to, nó ồn, thì các bạn sẽ xử lý như nào? Đấy, các bạn bôi vào đây. Đấy, sau bạn sang phần âm thanh này, các bạn giảm nó xuống hết này. Đấy, hoặc nếu các bạn mà muốn lấy một chút âm thanh ở cái hiện trường này, đấy, cái bối cảnh này, để cho cái video của chúng ta trông nó nghe nó được thật hơn ấy, thì có thể cho thêm một chút âm thanh hiện trường. Đây, kéo lên một chút. Đấy, thì tùy. Đấy, sau đó các bạn sẽ tiến hành lồng tiếng này. Lồng tiếng ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cái mic này, bản ghi âm này. Đấy, sau đó các bạn bấm vào thì nó sẽ nhìn thấy cái bản ghi âm này nhá, nó sẽ hiển thị này. Đây, các bạn có thể kéo âm lượng cao lên như này. Đó. Ở đây các bạn sẽ chọn nhá. Các bạn nhớ là chúng ta lồng tiếng ấy thì nên sử dụng cái mic nhá. Đấy, mic thì tiếng nó sẽ trong hơn. Đấy, thì tùy, cũng tùy mic của các bạn, mà mic xịn này là mic hơi lỏng. Đấy, thì chất lượng nó cũng sẽ khác nhau. Thì ví dụ như mình đang dùng ở đây, mình dùng cái con mic này. Đấy. Mình đang dùng con mic này thì mình sẽ nói này. Bạn sẽ nhìn thấy cái xung tiếng này, chọn ở đây. Nếu các bạn mà chưa chọn vào cái xung mic này ấy, nếu mà các bạn mà chưa chọn vào cái đường tiếng của cái mic này ấy, thì các bạn bấm vào đây này. Đấy, tìm đến cái đường tiếng nhá. Đây, mình sẽ chọn cái microphone này. Đó. Đấy, sau đó các bạn sẽ điều chỉnh âm lượng này. Các bạn có thể chọn vào giảm tiếng vang này, bật để ngăn tiếng vọng từ loa. Đấy. Hoặc là tắt tiếng dự án. Thì các bạn đọc đây nhỉ? Âm thanh trong tất cả các clip sẽ bị tắt sau khi bật tính năng tắt tiếng dự án. Đấy. Thì các bạn có thể chọn nhá, mình đây mình đã cho nó về hết rồi. Các bạn đã cho về hết rồi. Đấy. Thì các bạn ghép xong video, các bạn ghép xong video thì các bạn sẽ lồng tiếng này. Ví dụ cảnh nó đến đâu thì các bạn bình đến đấy, lồng tiếng lên đấy. Bây giờ mình sẽ ghi một đoạn test cho các bạn nhá. Thì các bạn sẽ bấm vào cái tròn màu đỏ này để chúng ta bắt đầu nhá. Ok. Rồi, 3, 2, 1 này. Rồi, ok, bắt đầu thu âm này. Xin chào các bạn, đây là cảnh lớp học của Taki Academy. Lớp học này là lớp học 10X Business. Đấy, diễn ra vào tháng 8 đấy, năm 2023. Rồi, ok. Đấy, các bạn sẽ nghe lại này. Kéo đây nghe lại nhá. Thu âm này. Xin chào các bạn, đây là cảnh lớp học của Taki Academy, lớp học này. Đó, thì ví dụ các bạn mà thu sai phần nào thì các bạn sẽ bấm kéo trở lại. Đây, ví dụ đoạn này sai, để thu tiếp này.
đoạn nào sai thì các bạn có thể kéo cái con trỏ này đến cái đoạn đấy, sau đó các bạn lại thu lại thì đỡ phải mất công của chúng ta thu một đoạn. Ví dụ các bạn thu một đoạn 3-4 phút rồi đấy, các bạn thu một đoạn 3-4 phút rồi xong bây giờ lại thu lại từ đầu đúng không, thì nó mất thời gian. Sai đoạn nào thì các bạn thu lại ở đoạn đấy thôi đấy, ví dụ đoạn mình sai đoạn này mình sẽ thu lại này. Sau khi mà các bạn đã lồng tiếng xong ấy thì các bạn sẽ tắt nó đi đấy, tắt nó đi đấy, thì bạn đã có một cái file thu âm ở phía dưới này rồi đó. Xin chào các bạn, đây là cảnh lớp học của Taki Academy. Đấy, thì các bạn sử dụng cái này, nếu mà cái lời bình của các bạn ấy mà tiếng nó không được tốt lắm ấy, nó bị dè hay nó bị gì, các bạn có thể xử lý cơ bản được một chút ở bên này. Bạn sẽ bấm vào đây giảm nhiễu này, đấy nghe nó sẽ trong hơn. Xin chào các bạn, đây là cảnh đấy, nếu có tiếng ù ù của quạt hay tiếng dè dè thì nó sẽ giảm bớt cho các bạn, nghe tiếng nó sẽ được tốt hơn đấy. Sau đó thì các bạn có thể là thêm lồng nhạc vào đấy, lồng nhạc chèn nhạc vào đây này, ví dụ đây nhá, đây là cảnh đấy, nhạc to quá thì giảm xuống, còn cái này nhỏ quá thì bạn có thể kéo nó lên để nó to hơn rõ hơn đó. Xin chào các bạn, đây là cái này to hơn này, cảnh lớp học của Taki Academy. Lớp học này là lớp học 10x Business. Đó thì các bạn sẽ lồng tiếng hết từ đoạn đầu này đến đoạn cuối của cái video của các bạn này. Đó, sau đó các bạn sẽ chèn nhạc từ đoạn cuối. Đấy, ví dụ có đoạn video này. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ lồng tiếng và chèn nhạc vào trong video. Ở cái bài sau ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để sử dụng cái hiệu ứng âm thanh và cái hiệu ứng meme nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.